chào buổi sáng luôn thì mẹ nó đi nó cứ theo khổ. Rồi anh em nhé, đây anh em chở gió này, trông dẫn nhau đi lang thang ra đồng thế. Đấy, anh em làm con này chắc là được cân. Đây, anh em đi học ở bờ ao. Đấy. Ở ao nhà mình nó thấy kích thì nó vẫn bắt, nhưng nó không bắt cá thôi. Ấy. Đấy có miếng xốp gì kìa. Đấy, cá nhảy đánh đạch cả đi. Là phút cuối cuối rồi. Đấy. Chết tự nhiên nha mọi người nhá. Chết tự nhiên đấy. Này dưa dưa. Tầm cân 8. Cân 8 rồi. Cao xem nào, xem thành quả của anh em đây. Ui giời. Đấy. Nó đủ không? Ừ. Làm cái nước chấm thật cay, thật ngọt vào. Qua qua cái gì? Hả? Ngoài. Táo nha mọi người. Ừ. Chấm chấm gió. Ừ. Cái này không dính này. Nếm tí nước bọt vào dính này. Ừ. Chấm chấm cháo nha. Ngoài ngoài tuyệt vời lắm. Táo con rết này nó giòn nha. Táo nhai cả hột nha. Em đi mua đồ á. À, ăn na tanh được mà. Được. Ừ. Thử nào. Đấy. Ăn tha luôn. Đi đang đi dùng. Thấy rồi nó. Đó. Đây còn có cả bằng nữa kìa. Đấy. Chua lắm. Hả? Dạ, gãy gãy gạt đấy, bẻ nó. Đấy. Lửa chạy đây này, đi nè. Cái khoái khoái độc mà. Đắng á. Sao cái đợt nó nướng đồ ở đây ăn thì nó lại nó không. Đây để lâu quá rồi. Thì em nướng cá này. Đấy. Thế là chịu rồi. Ruột cá cho đồng ăn được không nhỉ? Ăn được. Đấy. Đấy, ăn cá này mới sướng này. Nhốt 1 2 ngày cơ, ăn nó xài cả đồng nó là cá sộp. Đồng ăn sạch. Cá sộp trước nó chỉ ăn rắn trước xem có con rắn con giun gì trong bụng nó không nào. Đấy. Đấy. Con sộp tuyệt vời luôn. Đây đây. Ăn. Ngon không?
tuyệt vời đúng không? Con cá này nữa, tí nữa anh em làm tí xịch xịch. Dưa đồng có trứng mà nè. Trứng nó non. Trứng non đó mọi người nhá. Rất là béo nhá. Cái này người có lá lốt kèm tí lá lốt vào nó thơm. Kia đấy, ngay cái lối chân vào này. Anh em mình cho lên thớt rồi. Bố đi anh. Chấm thần thánh này. Ok. Uống rượu nhá. Hả? Bọn nó xuống nhà em á. Xuống nhà em. Ăn. Đấy, bát chưa bát. Đây rồi. Sáng chưa ăn gì? Mời tất cả anh em nhá. Cái búa. Câu chuyện từ mày ra xong rồi. Mày mà có toi à? Có toi cái gì? Không, nhà nó không có gì. Tí xin thấu à?